thì phải nói chúng tôi cũng đạt được một số thành tỷ cũng rất đáng khích lệ. Hiện cái tỷ lệ phát triển kinh tế trung bình là khoảng 7% một năm, thì nói là đây cũng là một cái nỗ lực rất là lớn. Với cái quy mô dân số thì hiện nay là báo cáo là khoảng xấp xỉ 100 triệu người. Cái điều tra gần nhất của chúng tôi năm 2019 là 96 triệu người. Thì chính vì vậy một cái dân số cũng đã khá là lớn ở trong khu vực. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã có cái sự cải thiện về vấn đề về năng suất lao động. Cái này là cái mà cũng nói rất là nhiều, trong khi mà thường thường ở các nước đang phát triển ở Việt Nam thì vấn đề năng suất lao động thường hay được quan tâm nhiều nhất là tương đối rất thấp, nhưng mà trong khoảng 10 năm gần đây thì cái năng suất lao động cũng đã được cải thiện đáng kể, cũng như là ứng dụng các cái hoạt động nghiên cứu phát triển trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Các cái lĩnh vực mà cũng đặc biệt được quan tâm trong thời gian gần đây, ví dụ như là liên quan đến vấn đề công nghệ về IoT, về công nghệ sinh học, về công nghệ về nano và các cái công nghệ tiên tiến thì cũng đã được Việt Nam quan tâm và có những chính sách thúc đẩy phát triển. Và đặc biệt là cái chỉ số sáng tạo của Việt Nam của chúng tôi đã được cải thiện rất là đáng kể. Nguyên nhân quan trọng để thúc đẩy cái sự tăng trưởng và duy trì sự tăng trưởng của Việt Nam trong khoảng chục năm vừa qua đó là liên quan đến vấn đề về đổi mới sáng tạo về công nghệ, trong đó về vấn đề sản phẩm, trong đó vấn đề về dịch vụ, về marketing, trong đó vấn đề về vận chuyển và các cái vấn đề ở phía Đông và phía Nam. Có nghĩa là những hoạt động khi đẩy mạnh, ít đẩy mạnh cái hoạt động nghiên cứu sáng tạo thì chúng ta lại tiếp nhận công ty các cái công nghệ chuyển giao rất là nhiều. Thì hiện nay ở Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tập trung rất nhiều cho khu vực phía Nam này trong vấn đề chuyển giao công nghệ. Chúng tôi cũng đã hoạt động hợp tác rất chặt chẽ với lại bên Vitech, rồi một số các cái tổ chức của Hàn Quốc để liên tục chuyển giao các cái hoạt động về chuyển giao công nghệ, giới thiệu công nghệ mới, giới thiệu chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc cho các doanh nghiệp và đối tác Việt Nam, và cũng rất là thành công. Các năm là đều có sự tăng trưởng rất là rõ, tổng doanh thu cũng như là thu hút các doanh nghiệp cũng như là các trường đại học, các viện nghiên cứu là đều nằm ở khu vực phía Nam cả. Cho nên là một trong những cái môi trường thuận lợi cho vấn đề đầu tư và phát triển cũng như là vấn đề chuyển giao về công nghệ, hợp tác về phát triển khoa học công nghệ. Các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì đóng ở trên địa bàn khu vực phía Nam cũng rất là lớn. Đặc biệt là hiện nay các cái khu vực mà đang được ưu tiên phát triển rất là nhiều, đó là khu vực của Mekong Delta, khu Tây Nam Bộ. Thì khu vực đấy hiện nay chúng ta còn rất nhiều các nguồn tài nguyên về quỹ đất, về nguồn nhân lực, về rất nhiều các chính sách ưu đãi chính phủ thì sẽ là rất thuận lợi để các doanh nghiệp có thể đầu tư. Và đặc biệt là phần hạ tầng của các cái khu vực miền Tây Nam Bộ cũng đã được đầu tư rất là tốt. Tất nhiên đương nhiên là miền Đông Nam Bộ, khu vực có Thành phố Hồ Chí Minh, cái lĩnh vực liên quan đến công nghệ tiên tiến như công nghệ về IoT, về Big Data, về AI để phục vụ cho cái phát triển các cái lĩnh vực như là thành đô thị thông minh, rồi các cái lĩnh vực liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp thông minh, rồi lĩnh vực liên quan đến quản lý các nguồn lực, về quản lý về liên quan đến vấn đề về chăm sóc sức khỏe thì cũng đều được ưu tiên phát triển. Cái việc này thì tôi cho là một thế mạnh rất là lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay, các cái công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. Tôi nói ví dụ như là lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe thì Hàn Quốc rất mạnh liên quan đến vấn đề thẩm mỹ, liên quan đến các cái vấn đề về tế bào gốc, rồi các cái lĩnh vực tiên tiến khác thì cũng là rất là thế mạnh của Hàn Quốc, và đây cũng là những lĩnh vực mà được Việt Nam ưu tiên phát triển. Về phát triển ở khu vực phía Nam thì rất thuận lợi, là chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về hạ tầng, về môi trường sinh thái cho các doanh nghiệp phát triển, và có các cái trường đại học, các viện nghiên cứu, có cái nguồn lực về doanh gọi là kỹ thuật cao cũng rất thuận lợi để cho doanh nghiệp phát triển. Cái điều này cũng rất là tốt, và đặc biệt là ở trong khu vực phía Nam thì cũng các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất sẵn sàng đầu tư cho vấn đề về nghiên cứu phát triển.